Mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức Hoa Kỳ trên kênh HTD News. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị bài phân tích và bình luận có tựa đề. Kết quả đoán trước cuộc bầu cử Mỹ năm 2024 Quý vị thân mến, một tuần trước ngày bầu cử Tổng thống Mỹ, cơn thủy triều đã chuyển hướng dứt khoát về phía Donald Trump. Các cuộc thăm dò của giới truyền thông đang bị bỏ qua, các trang web cá cược cho thấy ông đang dẫn trước gần 30 điểm, thậm chí đang dẫn trước ở mọi tiểu bang chiến trường cuối cùng. Các ứng cử viên thượng nghị sĩ dân chủ bao gồm Bob Casey, Sherrod Brown, John Tester và Tammy Penguin đã từ bỏ Harris và liên minh với Trump. Hai tờ báo thiên tả khét tiếng là LA Times và WaPo đều từ chối ủng hộ Harris. Hiện nay, cử tri đảng Cộng Hòa đã đăng ký hơn bất kỳ thời điểm nào trước đây trong lịch sử. Đối với bà Harris thì sụp đổ là từ lịch sự. Thách thức chính của Trump vẫn là gian lận. Người ta không còn tranh luận liệu gian lận có thực sự xảy ra vào năm 2020 hay không bởi đó là sự thật không thể chối cãi. Chỉ là vấn đề liệu năm nay có thể việc gian lận lại tiếp tục và liệu lịch sử có lặp lại. Bộ máy gian lận bậc thầy của đảng dân chủ chắc chắn vẫn còn nguyên, trừ một vài sự đào tẩu như Marjaper. Nhà nước ngầm cũng không biến mất. Vượt lên trên tất cả những điều này là vô số các yếu tố xã hội, chính trị, tâm lý, vân vân, có thể được gọi là hoàn cảnh lịch sử của năm 2020 thuận lợi cho việc gian lận, thì ngày nay không còn như vậy nữa. Chính trị bầu cử diễn biến rất nhanh. Một tuần là một khoảng thời gian dài và 4 năm là một kỷ nguyên. Những gì có thể thực hiện được trong 4 năm trước, tháng trước, thậm chí ngay cả tuần trước đã không thể thực hiện được ngày hôm nay. Rõ ràng là thời điểm gian lận bầu cử hàng loạt trong mô hình năm 2020 đã qua. Thứ nhất, không có đại dịch covid Yếu tố quan trọng trong vụ lừa đảo lớn năm 2020 cho phép các tiểu bang xanh áp dụng bất hợp pháp các yếu tố như lá phiếu vắng mặt mà không có sự giám sát với lý do là bảo đảm an toàn. Một ngày nào đó bí mật bẩn thỉu này sẽ tiết lộ mọi chuyện diễn ra như thế nào, ai là người có ý tưởng thổi phồng dịch bệnh, ai là người nghĩ ra ý tưởng sử dụng nó vừa là lá chắn vừa là công cụ phá hoại và tất cả mọi thứ được tổ chức và tài trợ như thế nào. Thứ hai, sự ngây thơ của đám đông đã thống trị xã hội vào năm 2020, cho rằng việc đánh cấp một cuộc bầu cử tổng thống được coi là bất khả thi. Trạng thái tâm trí này đã chi phối phản ứng đối với cả gian lận gần như công khai vào đêm bầu cử cùng với phản ứng sau bầu cử. Đây là lịch sử đã qua. Một thái độ thực tế hơn nhiều chi phối Đảng Cộng hòa và phong trào MAGA lần này hơn 400 luật đã được thông qua trên toàn nước Mỹ để hạn chế gian lận có thể xảy ra. Nhiều vụ kiện đã được đệ trình lên tòa án để phát hiện và ngăn chặn những nỗ lực như vậy. Những nỗ lực tạo tiền đề cho gian lận tiềm ẩn đã bị phơi bày trước công chúng. Không còn việc đóng cửa kiểm phiếu, yêu cầu những người giám sát quá trình đếm phiếu rời đi với sự tiếp tay hoặc cho phép của cơ quan thực thi pháp luật địa phương. Đảng Dân Chủ sẽ không được tự do hành động lần này. Thứ ba, giới tinh hoa cánh tả đã thực sự sợ hãi. Ít nhất hai vụ ám sát nhằm vào Trump đã thất bại. Mỗi vụ đều đầy rẫy những câu hỏi chưa có lời giải đáp, đã đẩy mọi thứ đến bờ vực sụp đổ. Có một cảm giác căng thẳng bao quanh cuộc bầu cử lần này chưa từng có trong tất cả các cuộc bầu cử của Hoa Kỳ trước đó, ngoại trừ cuộc bầu cử năm 1860 gian lận bị phát hiện hoặc thậm chí bị nghi ngờ có thể dễ dàng dẫn đến bất ổn dân sự không nhằm vào bên thứ ba mà trực tiếp vào những người có hành vi gian lận. Giới tinh hoa hoàn toàn có lý do để sợ hãi. Cách tốt nhất để tránh trở thành mục tiêu của làn sóng phẫn nộ của người dân là không kích động nó ngay từ đầu. Yếu tố cuối cùng và có lẽ là quan trọng nhất là Donald Trump không còn là một tỷ phú hảo nhoáng, một chính trị gia bình thường hay thậm chí chỉ là một cựu tổng thống. Giờ đây ông là một nhân vật lịch sử tầm cỡ thế giới, một người đàn ông đã dũng cảm đối mặt với những kẻ ám sát, nhà nước ngầm, quân đội và giới tinh hoa chính trị. Sự trở lại của ông trong hai năm qua là phi thường. Vô song trong lịch sử Hoa Kỳ Vui vẻ, tự tin, tràn đầy năng lượng, tung ra những câu nói dí dỏm và trò đùa như tung giấy vụn. Còn phe đối lập thì sao? Lo lắng và sợ hãi, người ta nói rằng khi đảng dân chủ tiếp cận nhân vật phản diện của thế kỷ 21, George Soros, để cầu xin viện trợ trong cuộc bầu cử năm 2024, Soros đã nói với họ: "Các người không thể ngăn chặn được một cơn sóng thần. Ngày 5 tháng 11 đang đến gần như một chuyến tàu tốc hành, sẽ có gian lận không? Chắc chắn có, bởi họ là bậc thầy gian lận." họ không thể tự ngăn mình như một tay cờ bạc bịp không thể không thử manh khóe trong sòng bạc khi đang thua cháy túi nhưng lần này gian lận bầu cử sẽ không đủ để thay đổi kết quả và rủi ro khi bị phát hiện vô cùng lớn sự trừng phạt sẽ là thảm khốc nhấn mạnh không nhắm vào bên thứ ba hay kẻ chủ mưu mà trực tiếp vào kẻ có hành vi gian lận Kính thưa quý vị, trong các đời tổng thống của xứ cờ hoa này, có lẽ không ai có lắm nỗi gian truân như tổng thống Trump. Đường quan lộ của ông không có một lúc nào hanh thông. Với vị thế giàu có, danh tiếng như tổng thống Trump, tại sao ông phải chịu đựng bao nhiêu nghịch cảnh để tiếp tục con đường gian khó của mình? là vì không gì khác hơn lòng yêu nước là động lực chính để thúc đẩy ông bất cứ ai có lòng yêu nước chân thành ắt hẳn không thể nào không xúc động khi thấy ông ngày qua ngày đi khắp nơi trên mọi miền đất nước để gửi đến từng người dân tấm lòng yêu nước thiết tha của ông trong hoài bão đơn giản nhưng cấp thiết trong lúc này là vực dậy niềm tin và làm cho đất nước này vĩ đại trở lại từ đống tro tàn của bọn quỷ dữ gây nên từ khi trở thành cha đẻ của phong trào MAGA, Tổng thống Trump đối diện với sự đánh giá mạnh mẽ hơn của tầng lớp vì lợi ích mà phản bội đất nước. Chúng bày ra thiên la địa võng với những cuộc chiến pháp lý hay ngay cả việc cố tình gây hại đến tính mạng của ông. Tổng thống Trump có bao giờ nao núng không? Có sợ hãi mà chùn bước không? Chắc chắn là không. Chưa có một ai nhìn thấy điều đó ở Tổng thống Trump. Ông vẫn miệt mài đi vận động khắp nơi với tuổi gần 80. Ông vẫn bươn trải, ông vẫn giữ được niềm tin vào một tương lai tươi sáng của đất nước trên bước đường tìm cách để cứu lấy đất nước đang suy tàn này tổng thống trump phải đối mặt với kẻ thù lộ diện có giấu mặt có họ là những người có âm mưu thâm độc phát tán ra xã hội một căn bệnh khó trị để chống lại tổng thống trump họ tạo ra một số người mang hội chứng cuồng chống tổng thống trump gọi là tds một căn bệnh về trí tuệ và nhận thức mà các khoa học gia ngày nay với nền y học tân tiến vượt bậc nhất cũng chịu bó tay. Hình ảnh Tổng thống Trump lúc nào cũng trong thế thủ vì bản chất của ông là một người chân thật hiền lành, nhưng với bao nhiêu cuộc tấn công bẩn thỉu và tàn ác của những thế lực thù địch, nhiều lúc nghịch cảnh dồn ép khiến ông phải tự bảo vệ mình như một con mãnh sư giữa bầy linh cẩu, bao vây trực chờ cơ hội để cấu xé. Nhưng ông lúc nào cũng bất khuất và dũng mãnh như một vị chúa tể sơn lâm, đầy uy nghi trái ngược với hình ảnh thường nhật của ông mà ai ai cũng nhìn thấy đó là tấm lòng bao dung, đức độ. Ông luôn luôn bỏ qua lỗi lầm của những người nhẹ dạ, lầm đường, lỡ bước. Ông thật đúng là một người quân tử thời nay. Vì đối với ông, ông chỉ đòi hỏi ở họ lòng thành tâm hối cải, tinh thần hợp tác để cùng Tổng thống Trump hướng về một tương lai tươi sáng cho đất nước là đủ. Vì vậy mà danh sách của những người tài giỏi trở về bên cạnh ông càng ngày càng dài. Khi cuộc tranh cử đến gần, những kẻ phản bội tỏa rập với kẻ thù để đánh phá Tổng thống Trump nhiều hơn. Gần đây, chúng đã âm mưu giản dựng để cáo buộc Tổng thống Trump là hiện thân của Adolf Hitler, là phát xít nhưng thực ra bản thân họ cũng không biết ý nghĩa của Đức Quốc xã, phát xít Ý, phát xít Nhật của những thập niên 1930 là gì. Họ cáo buộc như vậy nhưng họ có bằng chứng nào để chứng minh Tổng thống Trump có âm mưu diệt chủng nào chưa? Một điều mà chắc chắn Tổng thống Trump không bao giờ làm vì ông là con của Chúa, chỉ tin vào Chúa và chỉ quy trước mặt Chúa và yêu chuộng hòa bình, bác ái. Vừa qua những người ủng hộ gốc Latin của Tổng thống Trump đã cùng nhau hiệp thông đặt tay lên vai ông và cầu nguyện cho ông khi họ tặng ông những món quà tôn giáo trong chuyến thăm Miami để tham dự một cuộc thảo luận bàn tròn. Khoảnh khắc thiêng liêng đó đã diễn ra vào lúc cuối cùng của buổi họp mặt của Tổng thống Trump với những người ủng hộ vào hôm thứ Ba vừa qua. Tổng thống Trump càng ngày càng hiện thân như một thiên sứ mang sứ mạng đến cứu đất nước đang suy tàn này dưới bàn tay của loài quỷ dữ hung tàn dưới sự che chở quan phòng của Chúa bao nhiêu thế lực hung tàn phải chun bước những âm mưu đê hèn để hại ông phải thất bại và Tổng thống Trump sẽ mạnh mẽ như một ánh sáng đầy lùi bóng tối mang hào quang của một Hoa Kỳ vĩ đại trở lại cho đất nước này Hãy cùng nhau ủng hộ và cầu nguyện cho Tổng thống Trump dễ dàng vượt qua những gian truân để hoàn thành sứ mạng cao cả của một thiên sứ toàn năng. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdnews.btv.gmail.com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp